Rồi, em Tình tiếp tục gửi lời chào đến tất cả các bác nhé. Cập nhật cái công tác lắp đặt cái hệ thống mái tôn cho nhà chủ cái công trình nhà sàn bê tông, ba gian, ba phòng ngủ và bếp nha các bác. Không gian ở phía trên tầng 2 đấy nha các bác nhé. Đấy, không gian mà cái như mình chia sẻ cho các bác thì đây cái mẫu mà trốn hai cây cột cái đây. Khu vực này là cột cái, trốn cột cái nha các bác nhé. Đó. Và cái không gian này sẽ là rộng là 5m3 từ đây. Cái không gian phòng khách khá là rộng. Anh em đang tiến hành lắp đặt hệ thống mái tôn. Đó, sau khi hoàn thiện xong và sau khi hoàn thiện xong cái phần khung thì anh em vẫn tiến hành lắp đặt hệ thống mái tôn. Ngoài những cái phần khung ra thì anh em có vẫn nhận thi công mái tôn rồi thì lan can cầu thang. Đó, các bác cứ theo dõi quá trình xây dựng cái bộ khung này nhé. Đây, bên này là phía bên ba phòng ngủ. Đó. Khu vực bếp. Khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh. Khu vực bầu lò. Bàn bếp ga phía bên này, khu vực bếp đây. Đó, toàn bộ được anh em thiết kế kẹo nha các bác nhé, kẹo chấm bảy. Đó, sẽ được lợp mái tôn tôn xốp hoa sen. Đó, khu này là khu vực phía mái của cầu thang giữa nhà và bếp nha các bác. Đây, hệ thống mái tôn ở trên này nha các bác nhé. Hệ thống mái phòng ngủ. Đó, và hôm nay thời tiết thì khá là nắng nóng, khá là oi. Thì anh em vừa làm vừa nghỉ thôi. Cái bên kia đã lợp được một mái rồi nha các bác nhé. Đó. Các bác em quay thế này các bác có thể nắm được chi tiết cũng như là cái phần khung như thế nào. Đây một cái màu chuyển đoạn rất là đẹp. Đây toàn bộ cái ống kẽm, cái đòn tay này thì mình có sử dụng ống kẽm 1 ly 4, rất là chắc chắn. Rồi ở khu vực phía cầu thang này thì cũng anh em các bác thợ đang tiến hành xây máng đón nước đó để tránh thấm rột xuống nhà. Hệ thống mái tôn xong gói nha các bác nhé. Cái căn nhà mình cũng hay quay liên tục kìa, anh em vừa đang thi công cùng lúc. Ruộng thì cấy chín hết rồi, lúa chín hết rồi các bác nhá. Khu vực ủy ban của xã Cổ Linh, đấy, nhà thờ, trường. Đây và hệ thống mái tôn đây. Đó, chiều nay là đoạn tiếp theo của anh em lợp nốt cái phần hệ thống mái bếp, mái phòng ngủ thì nhà chủ lợp sau nha các bác nhé. Đó, tôn hoa sen giả ngói
cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đây còn hệ thống đây anh em cũng bịt nốt vào để tránh chống hắt. Đó. Với hệ thống tôn giả ngói này thì cũng khá là rẻ thôi, chi phí khá là rẻ thôi. Chỉ rơi vào khoảng 160 đến 180.000 trên 1m2. Tôn. Cuối cùng cũng xong nha các bác nhá. Vậy là đã hoàn thiện xong nha các bác nhá. Rồi, và bác nào có nhu cầu làm nhà sàn bê tông, phần mái tôn thì alo trực tiếp cho em Tình nhá. Số điện thoại em là 0986586093. Số điện thoại em ghi vào trên màn hình này. Thì em cập nhật liên tục những cái mẫu nhà sàn đẹp nhất. Hẹn các bác ở một cái video, một cái mẫu nhà sàn tiếp theo. Có khu vực nhà đã lắp đặt hệ thống mái tôn xong. Và đây là cái không gian ở phía trên tầng 2, trốn hai cái cột cái đây như mình chia sẻ ở những cái clip trước. Trốn hai cái cột cái nhá, khá là rộng. Hệ thống lan can ở phía đằng trước. Đây bên này anh em đang lắp một cái lắp đặt cái hệ thống máng đón nước sang bên kia. Đây khu vực bên này là bếp ở đây các bác nhé. Anh chia sẻ bếp.